phát hành hóa đơn điện tử Easy Invoice ngay trên điện thoại. Bước 1. Tải app Easy Invoice quản lý hóa đơn. Sau khi ký hợp đồng thành công với Shortdreams, khách hàng tải app Easy Invoice trên CH Play hoặc App Store. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng. Nhập mã số thuế, tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng. Bước 3. Phát hành hóa đơn. Nhấn vào dấu cộng phía dưới màn hình để tạo mới hóa đơn. Điền thông tin khách hàng, chọn phương thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thêm hàng hóa dịch vụ bán, lựa chọn tính chất dịch vụ, thông tin sản phẩm bao gồm số lượng, đơn giá, mức chiết khấu nếu có. Nhấn xong rồi chọn lưu hóa đơn. Lúc này hóa đơn ở trạng thái mới tạo lập, anh chị chọn phát hành hóa đơn. Cùng lúc đó, hệ thống Easy Invoice sẽ tự động gửi hóa đơn đến cơ quan thuế. Ngay lập tức, mã cơ quan thuế đã được trả về. Xem chi tiết hóa đơn, anh chị thấy dòng mã được cấp bởi cơ quan thuế. Để gửi hóa đơn cho người mua hàng, anh chị nhấn vào biểu tượng gửi trên góc phải màn hình. Hóa đơn có thể được gửi qua Gmail, Zalo, Messenger.